Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh của Bà Già Đi Phượt. Thì ngày hôm nay thì chúng ta đang có mặt tại xã Hang Kia thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hôm nay là mình sẽ có một cái chuyến hành trình khám phá đi săn mây Hang Kia các bạn ạ. Như các bạn đã biết thì săn mây Hang Kia đang trở nên là một cái hoạt động mà đang ngày dần càng phổ biến trong cái giới trẻ. Hiện nay mọi người đổ về Hang Kia để săn mây rất là nhiều. Bây giờ là thời điểm đúng 6 giờ sáng, mình đang ngồi tại đây và ngắm nghía những cái giọt sương đang nhỏ xuống từ những chiếc lá này, các bạn có thấy không? Đấy, sau đó thì một lát nữa thôi là mình sẽ đợi mặt trời mọc lên, nó đang hửng hửng ở phía bên kia rồi. Bây giờ là mình sẽ đi và mình chuẩn bị đi và mình đi săn hang săn mây, thì một lát nữa mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, các bạn có nhìn thấy không? Chúng ta đang ở một cái nhà nghỉ Bắc Sơn và hiện tại thì cái vị trí của cái nhà nghỉ này là gần nhất so với tất cả các cái chỗ homestay khác, hoặc có thể đi chỉ có 3 km nữa thôi là sẽ đến cái địa điểm săn mây lý tưởng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi nhé các bạn. Mình đã đến sát gần cái địa điểm săn mây kia rồi, các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà ở đây tại vì họ đang làm đường nên là mình được sự chỉ dẫn của các cái anh công nhân ở đây là mình sẽ để xe phía ngoài này thôi, mình không đi xe máy vào, bởi vì là một lát nữa là sẽ bị tắc đường theo như kinh nghiệm của các anh ấy chỉ bảo cho là như vậy, nên là mình đã để xe ở phía bên ngoài này rồi. Và bây giờ mình sẽ đi bộ vào trong này nhé các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Chính quyền người ta vẫn đang tiếp tục mở rộng cái con đường này vào để phát triển du lịch của cái hang mây này, nên là đường vẫn đang tiếp tục được mở rộng ra vào đến tận trong kia. Tại vì hôm nay mình đi vào cuối tuần cho nên là có thể sẽ rất đông, thì một lát nữa thôi là các xe ô tô rồi xe máy của các đoàn du lịch sẽ di chuyển từ phía ngoài Mộc Châu vào để săn mây ở trong này đấy các bạn ạ. Thời tiết ở đây vào buổi sáng sớm thì nó cũng giống như là ở Mộc Châu vậy, rất là rét. Buổi sáng dậy là mình thở ra khói.
lăn tròn. Mình đã xuất phát từ nhà nghỉ, đi từ 6 giờ sáng mà ra đến đây thì đã rất đông các bạn trẻ ở đây đang chụp hình rồi. Bốc hơi nước từ phía dưới lên và ngưng tụ thành những đám mây trắng như thế kia, rất là đẹp. Ở phía dưới kia là những cái bản, mình nghe nói là ba bản phía Tây Nam đó. Cả những cái con đường ngoằn ngoèo ở phía dưới kia vẫn ẩn hiện rất là rõ nét. Dày đặc nhất. Mình cũng có tham khảo một vài những cái trường hợp mà cũng có thể là nó sẽ có mây tới tận buổi trưa đấy, nhưng mà cái trường hợp đấy ít lắm và tùy từ vào tình hình thời tiết từng hôm nữa. Đẹp quá. Ui, con đường bé tí đấy. Bên kia là khu vực cái chòi, mình đoán là sẽ có người dân người ta sống ở trên đó. Đó. Phía dưới này thì là vườn cải, chỉ một thời gian nữa thôi thì vườn cải này nó ra hoa thì cũng lại còn có thêm được vài cái view nữa đẹp hơn để cho các bạn đến đây chụp ảnh thì sẽ có thêm cái quang cảnh để các bạn chụp. Phía bên trên kia thì các bạn trẻ đang tập trung một nhóm các bạn và đang chụp xích đu, các bạn nhìn thấy không? Wow. Đá ở đây, cái vườn tược ở đây nó nhấp nhô đá giống như ở trên Hà Giang vậy các bạn ạ. Đó, phía mặt trời mọc ở phía đằng đó. Một biển mây các bạn nhìn thấy không? Thank you.
ngồi đây tớ đưa cho mình. Cậu đứng đấy, cậu đứng như thế, cậu đứng như thế, cậu quay cái mặt cậu lại hả? Các bạn đang ở đây, người ta dựng một cái chòi lá này, vừa là ngồi đây để đồ đạc hay là ngồi đây trang điểm rồi là váy áo du sinh chụp ảnh phía dưới kia rất là đẹp các bạn ạ. Ngồi đây cũng mát nữa, tại vì là ở đây là cái nơi mà nó hóng ánh sáng mặt trời từ những cái tia sáng đầu tiên mặt trời của ngày mới nên là rất là nắng, nên là thật là tuyệt vời nếu như chúng ta có một cái trời như thế này rất là mát này. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá tiếp theo cái khu vực xung quanh. Cái này gọi là cái gì? Cái gùi. Một cái gùi siêu to khổng lồ. Bên này một cái chòi, bên kia thì có cả cái xích đu nữa. Wow, bên giữa là những cái ruộng hoa mà các bạn khác hồ chụp ảnh. Bây giờ là khoảng 8 giờ rồi mà cái lượng mây mù, biển mây ở dưới kia vẫn không hề di chuyển các bạn ạ. Vẫn rất là nhiều, vẫn rất là bồng bềnh. Nhìn rất là thích mắt luôn. Các bạn nhìn thấy hoa cải không? Ui ong này. Ui nhiều ong thế. Rất là đẹp các bạn ạ. Đẹp lắm. Cả một cuộc hành trình dài, mình đã đi gần 200 cây số để đi đến tới cái bản hang kia và tà bà cò này các bạn ạ. Thật sự là rất là phê. Rất là phê. Ở đây rất nhiều các bạn trẻ buổi sáng sẽ đến đây chụp ảnh, nhất là vào những ngày cuối tuần. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể đi kết hợp với cả Mộc Châu. Nhưng mà cái cuộc hành trình của mình thì mình sẽ không đi Mộc Châu. Về nhà mình sẽ chia sẻ cho các bạn về kinh nghiệm đi hang kia và cò, và sẽ có những cái video review cho các bạn một cách chi tiết. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp. Wow. Mặc dù nắng bây giờ nó đã lên khá cao rồi, cái bóng của mình nó đã ngắn lại rồi, nhưng mà vẫn rất đẹp, rất đẹp. Các khách du lịch rồi các bạn trẻ đến đây chụp ảnh rất là nhiều. Wow, đã quá. Trên cao hơn thì lại có một cái view như thế này các bạn ạ. Này, tổng quan luôn. Bây giờ mặt trời đang lên rất cao nhưng mà càng lúc thì mình lại càng thấy mây nó mù hơn. Nó bồng bềnh hơn các bạn ạ. Lên cao hơn này. Các bạn nhìn thấy phía bên dưới kia không? Những cái con đường ngoằn ngoèo mà lúc sáng sớm mình nhìn thấy thì bây giờ đã không còn nữa.
nắng xuống cũng đã rất là nhiều rồi, các bạn nhìn thấy không, biển mây ở phía sau lưng mình rất là đẹp, rất là phê, không uổng công mà sau bao nhiêu ngày mình chờ trực, mình canh thời tiết rồi mình lên kế hoạch để mình đi hang kia, thật sự là rất là phê pha so với cái quãng đường mà từ Đức Quốc lộ 6 các bạn đi vào đây chỉ có 8 km thôi nhưng mà rất là sốc đấy. Nhiều bạn thì hay hỏi ở trên Facebook là con gái đi xe máy vào có được không, thì tất nhiên là được nhưng mà nó sẽ hơi khó đi một chút. Về nhà mình sẽ review cho các bạn một cách chi tiết cụ thể hơn. Thì ở đây các bạn nhìn thấy không, nắng lên và chiếu xuống biển mây. Mình nghĩ là đây có thể là cái cấp độ mây và đẹp nhất rồi, và không thể nào mà đẹp hơn được nữa các bạn ạ. Người ta nói là săn mây vào 6-7 giờ sáng là đẹp nhất, nhưng mà cũng có thể là do ngày hôm nay là đặc biệt, nên là bây giờ đã 8 rưỡi sáng rồi mà mây nó càng lúc nó càng bồng bềnh, nhìn rõ những cái dãy núi bên kia nhấp nhô xếp lớp rất là đẹp, phê lắm. Các bạn có thời gian thì nhớ sắp xếp một cái cuộc hành trình để đi thăm hang kia. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà mình thích hợp để săn mây nhất các bạn ạ. Thường thì dân phượt người ta đi săn mây vào cái thời điểm là tháng 3, tháng 4 hàng năm, và khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm là cái địa điểm mà cái thời tiết nó làm cho những cái mây nó có cái khung cảnh này đẹp như thế này này các bạn. Đấy. Mà thêm một cái điểm cộng nữa là ở trong này thì mặc dù là chính quyền đang rất khuyến khích người dân làm du lịch, tuy nhiên thì ở đây mình đến đây thấy có những cái cảnh quan được dựng lên để cho khách du lịch đến chụp ảnh nhưng mà lại không mất phí và cũng không mất tiền gửi xe, và chính quyền cũng đang tiếp tục làm những cái con đường để dẫn vào tận trong này, các bạn có thể đi xe sát vào trong này và không cần phải khó khăn giống như mình lúc đầu mình quay cho các bạn là mình sẽ phải đi bộ vào đây khoảng mấy trăm mét đấy. Thật sự là một cái điểm mà rất đáng đến các bạn ạ, rất đáng đến và trải nghiệm. Bây giờ mình đã đi khám phá, đưa các bạn đi khám phá toàn bộ cái khu địa điểm săn mây này rồi. Thì là mình rất mong là nếu như các bạn xem video của mình, các bạn thấy video hay ho và bổ ích, thì các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh Và Dài Đi Phượt nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình cho tới thời điểm này. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.